Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Nhà đẹp Tân Á, nơi cập nhật những mẫu nhà mới nhất và đẹp nhất. Hôm nay Tân Á xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà vườn cấp 4 đã thiết kế cho gia đình bác Hùng tại Quảng Bình. Nhìn từ ngoài vào, căn nhà được thiết kế đồng nhất giữa cổng chính cũng như hàng rào, tạo cho công trình trình thêm bề thế và sang trọng. Ngôn ngữ tổng thể hiện lên theo phong cách hiện đại, bao bọc bởi phía trên là hệ mái Nhật, giúp cho công trình thêm trẻ trung, khỏe khoắn mà tinh tế. Bậc tam cấp cũng như khu vực sân được lát đá granite, có độ chịu cưng lực cao cũng như là chống nứt vỡ theo thời gian. Trụ cột được thiết kế khỏe khoắn, vuông vắn nhằm nâng đỡ cho hệ mái. Ngoài ra, tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với màu xanh dương cũng như là điểm xuyết những đường chỉ âm ở góc tường, tạo cho công trình thêm hài hòa, cân đối và tăng thêm tính thẩm mỹ. Toàn bộ hệ thống cửa chính cũng như là hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm kính sinh kết hợp kính thực lực, có ưu điểm là cách âm cách nhiệt tốt cũng như là hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên. Xung quanh ngôi nhà được bố trí rất là nhiều cây cảnh, giúp cho không gian ngôi nhà luôn được hài hòa hơn với thiên nhiên. Và tiếp theo, công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 8,8 x 15 m², các nhà bác Hùng được chúng tôi bố trí như sau: một phòng khách, một phòng bếp cộng ăn, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 khu vực vệ sinh cũng như là khu vực sân sau. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà Tân Á đã thiết kế cho gia đình bác Hùng tại Quảng Bình. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.